Cô cái gì vậy? Bàn chân lặng lẽ. Cái gì mới vô nhạc mà chưa vậy? À ngày hết à? Ngày. Dòng đời như nước. Tự nhiên mới vô nghe nhạc tới ghê mọi người ạ. Dòng đời như nước. Ngày hết một mình đỏ nổi quá vậy. Mới khi cô lập ngày hết à. Quay ông ba bà xem ba bà cười á. Một đằng chặn hai bi của anh ba giùm anh nhé. Cái gì vậy? Rồi tập trung vô. Cái gì vậy? Ba. Chào anh ba. Để mà bớt tao mua kiểu tượng khác ngày, cho tụi mày ra tụi mày thờ. Của ngày đây nó thì tụi em thấy sao? Cái này ông địa ông thằng tài mà. Cậu tài cậu học thôi chứ ai đâu cậu chiến thắng. Đúng rồi, chú Phi á. Còn đẻ. Cái tượng gì mà liên quan tới gọi là chiến thắng anh em? Ví dụ như cái tượng thờ nào mà liên quan tới chiến thắng này tôi mua qua cho bên nó. Victory à? Quang Vũ hả? À tượng Quang Vũ hả? Sao giống xã đoàn quá vậy? Mua tượng Quan Công về cho nó ha. Em thấy không có gì để thấy. Dạ, sau thất bại vừa rồi trước Teamwell thì tụi em về chiến lên như thế nào? Có gọi là tự tin hơn ở trong trận đấu này không? Tới cái ông mà. Cho anh để trả lời trước. Giờ anh để. Hả, cái này khó quá em ơi. Hôm qua không có xung đột đâu. Cái gọi lòi. Hôm qua hơi xung đột tí nhưng mà này chắc thì hay không cho cái này á. Mình ở team mà, cũng như là team ý cái tôi cũng cao tí nên cãi nhau là chuyện bình thường. Quan trọng là giải quyết được hay không thôi. Nhưng mà team mình giải quyết được nha. Team mình làm được cái là có chửi nhau, các thứ có dỗi nhau nhưng mà toàn là những người lớn biết cách giải quyết vấn đề. Đúng. Biết cách nhìn nhận cái đúng cái sai rồi giải quyết vấn đề. Đó mới là... Thằng đĩa nó gây quơ lên ông Lộc. Ý nó nói đợt vừa rồi á, giận nhau, dỗi nhau, bỏ luôn game, bỏ luôn không nói chuyện tới. Cãi nhau lòng được xong cái không nói chuyện tới. Thằng Liên ông Lộc hồi xưa vậy mà. Bây giờ sao cái bắt đầu là im luôn đâu có nói gì đâu, ngồi cười trừ đó anh em không thấy à. Mấy cái mà gọi là mấy cái chót thót, mấy cái mic check với lại mấy cái red time mùi vừa rồi đó, về sao cảnh ngồi cười bất lực luôn mà anh đâu có giải quyết vấn đề đâu. Mới là một team đúng chúng ta là AKA. Nghe đã quá rồi nha. Nghe đã thế nhờ. Chào bạn Sơn giùm cái nha. Chào bạn Sơn. Mày bớt đi quên giùm tao cái vô. Ủa nó đúng mà. Nó nói sai đâu. Nó có sai đâu anh em. Ủa nhiều luôn. Nó đá kìa. Chưa anh em ơi. Gặp lắm rồi. Chiến thắng đến gần tới nơi rồi. Vô anh em ơi. Vô anh em ơi. Muốn trong mình ra đi nhau. Lẹ anh em ơi. Tháo sâu trong người ra. Mình thả xích vào. Hãy tăng thu ra đi anh em. Đi vô. Đi. Đi. Bò với con bọ. Riêng bò với con bọ. Tôi đứng đó biết rồi. Tới đây Win chắc em đi. Đi quận 10 nha. Đang cầm ghi lên TikTok. Chưa cầm ghi lên rồi đi rồi. Không ổn rồi. Có cần kêu đổi cái ghế không vậy? Và chúng ta cùng nhau đến với ván thi đấu đầu tiên cùng đội các thành viên của SPTC sau khi đối thủ của họ Sago Polo dịch chuyển hơi xa đó từ địa bộ. Anh ta đoán cái hướng về của đối thủ là phía mạng trên. Ôi, cái tay anh ta chuẩn bị đúng, anh ta sắp đúng và anh ta đã đúng. HP đang bị phát hiện và bên bị sút bên phía bên ngoài. Điên cây sút về rất hay nhưng điên cây không góc đánh và điểm một đúng, điểm một có quyền la vào. Sogan đã bị dứt điểm với bên đây. Sau đây Rocky nhấn đồng hồ, hết đồng hồ là nằm xuống và là tiếp tục vào gục trên cây ba này. Muốn lên xin cũng ghê đó chứ. Đầu tiên này đi về thì cái thằng đi về đầu tiên là thằng AD chứ không phải kiểu của tất cả những cái thằng tặng nào đi về hết, thằng AD lùi đi ra rồi. Thì trong trường này á thì giống như là trong trường này thì cái việc ban bích thì chút xíu lên cho anh cũng anh sẽ ban xem, anh sẽ nương theo nó tại vì nó là team một mình team hai thì mình sẽ ban bích, mình sẽ nương theo nó xem nó là cái gì. Là một cái cố gắng hôm nay anh em được chưa? Lại đánh thôi một em nữa.
bị đến với ván thi đấu thứ hai nào, khi mà hai đội đều đã sẵn sàng rồi, tất cả đều nương ghê, nương luôn cái game đó, nương luôn cái game đó anh em, đó nương luôn cái game đó. Rồi xong cái anh em nói tôi ở đây, tôi ngồi đây tôi biết đâu, tôi có nương được đâu, tôi có nương được đâu anh em. Để bước ra sân rồi và tất cả đang sẵn sàng cho những trận đánh nhau ngay từ trong giai đoạn đầu tiên. Rocky, Dinkay đã bị phát hiện, nhưng liệu Rocky có thể nhảy được lên người của Palace hay không? Câu trả lời hiện tại là vẫn chưa. Slayer tóc biến lên có thể dứt điểm đối thủ, nhưng W và tất cả những kỹ năng chưa đủ để dứt điểm, cuối cùng đã có được chiến công đầu. Họ đã có được chiến thắng trong ván thi đấu thứ hai để giữ lại hy vọng có điểm đầu tiên tại VCS mùa này. Để con nói gì? Game mày đó là bỏ qua. Sao? Bây giờ game 3. Ván thi đấu thứ ba này sẽ là ván thi đấu quyết định xem đội nào sẽ à? Có được chiến thắng ở trong ngày tới. Em ơi! Anh lại em! Oh my god! Chung dễ tái đi! Mình giải tỏa cái tâm lý của tụi mình. Cái thứ hai là mình sẽ làm sinh nhật của Khải. Anh Dung được chưa? Hôm qua là sinh nhật của Khải, nhưng mà hôm nay thì hôm qua mình không có lên tổ chức, tại vì mình chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nên hôm nay mình có chiến thắng rồi thì mình cũng lên ăn mừng một chút. Ăn mừng anh. Cái quan trọng nhất là gì? Tụi mình vẫn kiểu đoàn kết với nhau. Cho dù chuyện gì xảy ra, tụi mình vẫn đoàn kết với nhau là được. Mình sẽ có thể làm được rất là nhiều thứ, ok chưa? Ok. Khi một tốt. Cái gì vậy đôi? Ta luôn. Solo kill. Cái gì vậy đôi? Chết nha. Sao nhìn bọt nó còn dữ vậy anh Trung? Chưa, từng này là bọt ra sân mà anh em. Anh cảm thấy như thế nào sau khi mình vừa dàn chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc trước SGB? Thì thực ra thì cái việc mà mình chiến thắng ở trận đấu này, cái vấn đề lớn nhất là mình giải tỏa được cái tâm lý. Tại vì tâm lý sau khi mình thua trận Team Well ấy thì nó rất là căng thẳng. Nó phản ánh một số cái việc mà mình triển khai giữa huấn luyện viên và tuyển thủ nó không tốt, cũng như là cách mình vận hành đội hình. Thì tâm lý mình đang rất là nặng và mình rất là cần cái chiến thắng này để vực dậy cái tâm lý. Thì khi cái tâm lý mình tốt thì mình có thể làm được nhiều thứ nó tốt hơn. Đối thủ kế tiếp của mình trong tuần tới hình như là có game vào ngày 12 tháng 3. Thì ngày nghĩ mình có thể chiến thắng được trước nhà đương kim vô địch rồi. Thì đánh với game, chuyện thắng hay thua nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào banh bích và giống như là triển khai. Tuy nhiên là mình thi đấu mà, mình sẽ rất là muốn chiến thắng. Mình sẽ tìm mọi cách để chiến thắng. Và nếu mà chiến thắng được GAM ở thời điểm này thì mình thấy mình có thể chứng tỏ được SD là một đội tuyển mạnh. Ngài gửi lời một lời cuối cho tới fan hâm mộ đang theo dõi FBC cũng như là VCS. Tất cả mọi người đã theo dõi VCS mùa này cũng như là tập thể fan của FBTC. Hy vọng là mọi người sẽ luôn đặt niềm tin và cố gắng ủng hộ đội tuyển đi đến chặng đường cuối cùng. Tụi mình lúc nào cũng luôn sẵn sàng, cố gắng luôn sẵn sàng trong bất cứ trường hợp, dù chuyện gì xảy ra thì tụi mình cũng sẽ cùng nhau giải quyết, cùng nhau tạo nên những cái chuyện mà mọi người sẽ cảm thấy bất ngờ.
Ok, em cảm ơn. Bất ngờ nhất là chặng tim queo đó. Bất ngờ nhất là chặng tim queo đó. Dòng đời như nước cuốn. Còn bao nhiêu bất ngờ nữa, tung ra hết tung đi ra em ơi.